Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 2, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Ấn Độ theo lời mời của cơ quan cải cách thể chế quốc gia Ấn Độ. Trong chuyến thăm, bộ trưởng và đoàn đã hội kiến và làm việc với bộ trưởng quốc vụ Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Murali Daran, lãnh đạo Bộ Thương mại và Công nghiệp, Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ thăm hành lang công nghiệp Delhi, Mumbai, Hiệp hội Phát triển Phần mềm Nascom và các tập đoàn công nghệ lớn của Ấn Độ như Wipro tại Bangalore. Trong chương trình làm việc, đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Bộ Kế hoạch Đầu tư đã phối hợp tổ chức tọa đàm với các doanh nghiệp Ấn Độ, tham dự có gần 100 doanh nghiệp đến từ các tập đoàn hàng đầu của nước bạn. Ngoài một số doanh nghiệp đang đầu tư thành công ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp tiềm năng của Ấn Độ đã trình bày các đề án đầu tư vào Việt Nam và đặt nhiều câu hỏi tới bộ trưởng về môi trường đầu tư của Việt Nam.